Mới đây, Bộ Xây dựng cho rằng cần xem xét đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất để hạn chế hoạt động đầu cơ, việc mua đi bán lại nhà đất trong thời gian ngắn. Bộ Xây dựng cho biết giá nhà ở, bất động sản được hình thành trên 7 loại chi phí, cụ thể gồm tiền sử dụng đất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng dự án nhà ở, bất động sản, chi phí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chi phí vốn vay trong thời gian xây dựng, chi phí quản lý của chủ đầu tư, chi phí bán hàng, thuế phí liên quan. Một yếu tố khác là chi phí bán hàng gồm chi phí quảng cáo, chi phí môi giới bán hàng, chính sách quản lý bán hàng. Thông thường, chi phí bán hàng của các dự án nhà ở thương mại chiếm 3-7% giá bán bất động sản. Có những dự án chi phí bán hàng rất nhiều, lên đến 15%. Đối với nhà ở xã hội, do đặc thù về việc xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, chi phí bán hàng thấp hơn và dao động trong khoảng 1-3% giá bán cho thuê. Theo khảo sát từ một số dự án cụ thể, Bộ Xây dựng cho rằng chi phí này không phải là yếu tố làm thay đổi giá bán bất động sản, nhà ở thời gian qua. Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở, đất ở tăng cao tại một số thời điểm, một số dự án, khu vực thời gian qua còn do nhiều nguyên nhân. Đặc biệt, một số chủ đầu tư dự án bất động sản tận dụng tình hình nguồn cung hạn chế để đưa ra giá chào bán cao với mức lợi nhuận kỳ vọng cao hơn so với mức trung bình của các dự án. Tại một số khu vực chỉ có rất ít, thậm chí duy nhất một dự án mở bán, trong khi nhu cầu và số lượng người đăng ký mua nhiều thì chủ đầu tư có thể nâng giá bán do không có cạnh tranh và giá tham chiếu để thu lợi. Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng dẫn ra thực tế, bên bán phải chi 1% giá bán cho môi giới, nhưng khi thị trường sốt nóng, môi giới thường cộng thêm tiền chênh để giao dịch với khách hàng. Một căn hộ chung cư giá bán khoảng 5 tỷ đồng, môi giới có thể gửi giá khoảng 200-300 triệu đồng, tương đương 5%. Một căn nhà liền kề khoảng 10 tỷ đồng, môi giới có thể gửi giá khoảng 500 triệu đồng, tương đương 5% giá bán. Để khắc phục tình trạng tăng giá nhà ở, bất động sản, Bộ Xây dựng kiến nghị nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn theo hướng tăng tiền đặt cọc, xác định giá đất khởi điểm đem đấu giá sát với thực tế khu vực, rút ngắn thời gian nộp tiền trúng đấu giá, hạn chế người tham gia đấu giá với mục đích đầu cơ, đồng thời nghiên cứu đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất để hạn chế hoạt động đầu cơ, việc mua đi bán lại nhà đất trong thời gian ngắn. Những món hàng vài chục ngàn, vài trăm ngàn đồng xuất xứ nước ngoài tràn ngập trên các sàn thương mại điện tử, sẵn sàng giao đến tận tay người tiêu dùng trong thời gian ngắn đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Việc hàng hóa giá trị thấp ở nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhắc đến trong những cuộc họp vừa qua. Nguyên nhân là hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thu thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là đối với giao dịch mua bán các hàng hóa này thông qua nền tảng số và sàn giao dịch thương mại điện tử. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận định, trước đây, việc miễn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dựa trên thực tế là số thuế thu được không đáng kể so với chi phí quản lý thu của cơ quan hải quan và chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của thương mại điện tử hiện nay, xu hướng chung của nhiều quốc gia cho thấy lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Theo số liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông, tại thời điểm tháng 3 năm 2023, trung bình khoảng 4-5 triệu đơn hàng một ngày được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam với giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ từ 100.000 đến 300.000 đồng. Hàng ngày trung bình có khoảng 45-63 triệu đô la Mỹ, một tháng khoảng 1,3-1,9 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa được luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop. Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành và dự thảo luật sửa đổi không quy định việc miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ. Vì vậy, cơ quan trên đề nghị Bộ Tài chính khi ban hành nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, bảo đảm chấm dứt hiệu lực của quy định miễn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu giá trị nhỏ, qua đó có thể mở rộng và bao quát nguồn thu phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều này sẽ làm tăng số thu về thuế VAT từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đối với hàng hóa. Đồng tình với ý kiến vừa nêu, chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng, việc miễn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa giá trị dưới 1 triệu đồng giờ không còn phù hợp khi thương mại điện tử ngày càng bùng nổ. Các cá nhân tổ chức sẽ lợi dụng chính sách này và nhanh chóng ship hàng tận tay người mua trong nước. Hàng hóa nước ngoài đã rẻ lại được miễn thuế giá trị gia tăng sẽ khiến hàng Việt Nam càng không thể cạnh tranh được. Do đó, ông Phú cho rằng đã đến lúc cần bỏ ngay quy định trên, áp dụng mức thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu như hàng hóa trong nước thông thường. Tuy nhiên, ông Phú cũng lưu ý, hàng Việt phải tự nâng cấp như có mẫu mã đa dạng, Sản phẩm chất lượng, an toàn và doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu liên kết với nhau từ nhà sản xuất đến phân phối để đưa hàng hóa đến tận tay người dùng với chi phí thấp. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước ngoài việc kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa, ngăn chặn hành vi gian lận thì cũng phải nâng cấp các chợ truyền thống, hỗ trợ hàng Việt được phân phối rộng rãi đến vùng sâu, vùng xa thì mới có thể cạnh tranh với hàng ngoại giá rẻ. Vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Về dự án này, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng chiều dài 1.541 km với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD. Về phạm vi, quy mô đầu tư, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam sẽ bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi ở Hà Nội đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lựa chọn công nghệ đường sắt chạy trên ray, công nghệ theo hướng mở để có thể tích hợp khai thác nhiều loại tàu, đảm bảo nhiều đơn vị có thể cung cấp phương tiện, tránh độc quyền. Theo nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải, công nghệ chạy trên ray là một trong 3 loại hình công nghệ trong xây dựng đường sắt tốc độ cao. Với công nghệ chạy trên ray, tốc độ khoảng 250 đến 350 km/h. Chi phí đầu tư trung bình được đa số các quốc gia trên thế giới lựa chọn. Liên quan đến việc lựa chọn tốc độ thiết kế, Bộ Giao thông Vận tải làm rõ tốc độ thiết kế 250 km/h mới chỉ qua ngưỡng tốc độ cao, đã phát triển cách đây khoảng 50 năm, chưa thực sự hiện đại và phù hợp với xu hướng của thế giới. Việc khai thác sẽ không hiệu quả trên hành lang vận tải dài trên 800 km, tập trung nhiều đô thị lớn với mật độ dân số cao như hành lang Bắc, Nam của Việt Nam. Khi cần nâng cấp lên tốc độ thiết kế 350 km/h sẽ không tận dụng được kết cấu hạ tầng, gây lãng phí. Bên cạnh đó, theo tính toán của tư vấn, trên chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ 350 km/h có khả năng thu hút hành khách cao hơn khoảng 12,5% so với tốc độ 250 km/h. Chi phí đầu tư tốc độ 350 km/h cao hơn tốc độ 250 km/h khoảng 8-9%. Về lộ trình thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10 năm 2024. Trong năm 2025 đến năm 2026, đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Cuối năm 2027, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội, Vinh và Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh, Nha Trang năm 2028 đến 2029 và phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035.